Victory này, ít rồi. Hành tráng này sẽ áo hóa nhiều đấy. Anh em Việt Nam là như anh em thua anh em Angola nhiều lắm đấy. Anh em team Việt Nam là thua anh em team Angola này mọi người. Em dễ xong chưa? Dạ. Về anh kia. Trời bố anh em ơi, đấy, hết rồi. Tao giảng ra chưa cơ? Đấy. Được rồi. Bắn xóa ít quá, bắn xóa thì... Bắn xóa, xì gáo là người to cao này. Dày đẹp chưa? Bắn xóa đang đây có đôi dày bắn xóa không? Đi một vòng, đi ra đây xem không? Bắn xóa đi. Đấy à? Trời ơi, nhìn này, Việt Nam, anh em Việt Nam, xanh đẹp lắm. Đôi dẹp nó đen sạch không? Đấy, bắn xóa hoành tráng này. Đẹp này, bắn xóa mặc nó vẻ đẹp quá. Nhìn, người là mặc đẹp thật. Cắt quạt một vòng xem bắn xóa. Ê, ăn ra. Ít xa. Em dây đi dây trắng rồi. Xì gạo đi dây trắng luôn à? Xì gạo đi dây đẹp ấy. Phải có gì dây màu gì ấy? Nấu. Còn nấu à? Tuần đi dông đang cởi áo này. Mặc áo nhanh lên. Kiếp. Qua đi cắt tóc này, mua vét này, toàn người mổ. Victory, Pasha, thấy chưa? Đấy, Victory, hết rồi. Sơ đôi tim huyền thoại là đẹp hơn chú rể đấy này. Vâng, chú muốn đấy. Ừ, khéo xem chú rể đấy. Đôi đẹp hơn chú rể đấy. Xì gạo với anh ấy. Đấy, xì gạo bắt đầu. Ê giời. Ê giời. Trời ơi. Tào giáng xì gạo mà. Quá chất lượng. Tào giáng đấy, tào giáng đấy. Ý à. Ê giời. Đám cưới Arianu mọi người. Victory cái áo hoa hoa quá. Ê, Victory chắc cười cái áo hoa đấy. Bắn xóa, cà lê, cà lê. Xì gáo là đẹp này. Đấy, ít rồi. Tuấn đi xong chưa? Nhanh nhé. Đấy là mới đêm mố các bạn nhé. Phải đoán cho họ nhất này. Victory tira cái lê camisa. Sofika cái lê branca so. Yeah. No, no, thank you, Tira. Thank you, Tira. Yeah, that's a complica. Không nổi. Mà kẹo này ra nó không nổi. Rồi, Tony bỏ nó đấy, bỏ nó tao nữa đấy. Về anh kia đâu không? Đấy, Tony đấy, ít rồi. Đây, cá sọ, cá sĩ cây. Ít rồi. Xì gáo là vẫn xì gáo với bắn xóa là vẫn hoành tráng này. Em biết dây anh đẹp này. Dây đẹp này. Ê xời, muy tu bonito. Dạ, xinh, tá bom. Branca so. Tá bom đi. Dạ. Phải đi đang bận đi câu tỉ việc mọi người ạ. Thì ơi, phải đi này. Lên đu rồi. Phan tao sẽ phải đi lên đu đấy. Ê, Domingo, dạ. Đây chuẩn bị để đi đi thi đấu các bạn ạ. Đấy em chuẩn. Ê giờ đây rồi đây. Ê giời. Ê giời. Ê giời. Đấy đúng mình ngồi đây. Úi giời. Anh Trắng ấy. Phải đi đeo kính vô, đeo kính vô. Đeo kính vô đấy, phải đi đeo kính vô đấy. Đeo kính vô. Ôi trời. Phải đi với Domingo lại đứng với chắc á. Phải đi Domingo phải cả Junto. Yeah, mẹ tên. Đấy, ôi trời. Ôi trời. Đấy, bà xoa đeo kính thôi. Yeah. Chưa. Ê. Được đấy. Đôi này cháu đi mà về xỉ được.
bé thì cho trong chứ. Bé bé. Này đội hình. Đấy à. Bảo vô đường chính trường lắm á. Kê cắn chứ. Anh em Việt Nam nó sẽ kẹp nó ra. Thiếu liên đu được không ạ? Đấy. Ây giời. Chào. Yeah. Ây giời. Ây giời. Được đấy. Mình chán này. Đức Anh này, chán này. Rồi cada vez eu fica lá atrás um pouco, cada vez eu passo a vontade. Yeah. Tipo ontem. Passou a primeiro, é? Assim, vontade. Yeah. Đi cái dưới đây đi lại xem mà biểu diễn này. Cắt quát đi. Yeah, cắt quát. Yeah, tao không? Yeah. Ok, agora domingo. Yeah. Yeah. Ok. Sei. Fedi. Yeah. Ije. Rồi một cá rồi, chuẩn bị lấy một cá rồi. Em bây giờ yeah. Hey. Victory. Isso. Esse. É? Tony. Yeah. Chegou. Yeah. Tôi bảo đi, đến bảo đi. Thôi chào các bạn, để đi bưng lễ đây, tí nữa về quay nhá. Chào các bạn. Quay cả này. Rồi con dùng nó đi. Đi cả luôn à? Vậy tôi đùa. Vậy ra đùa vô tạp nhá. Không để đi bưng lễ cho anh chủng đấy. Mình mặc đồ bình thường thôi. Đi bên lề bên cánh Quang Dũng mọi người nhá. Còn anh em mình thì quay đi tặng quà, đi cưới thôi. Đấy. Giờ đi giúp Quang Dũng một tí đã, tí nữa về mới quay anh em Team Huyền Thoại đi tặng quà cưới nhá. Ok mọi người nhá. Ngày mai là mọi người đón xem ở kênh Team Huyền Thoại Châu Phi nhá. Với bên Quang Dũng. Liên Đu đang đi tìm việc, đang về mà. Đi Dũng ơi. Chưa về à? Chưa về. Gọi đi em gái. Chào anh em mình bận mọi người, chiều mới kéo được. Giờ đấy đi vào cưới với đi vào quay anh em tí nữa.